sẽ ra sao khi bạn phát hiện bản thân mình được chuyển sinh vào một gia đình quý tộc, mẹ xinh đẹp thì cứ phải gọi là ngang idol Nhật Bản cô hầu gái dễ thương. Cha làm quan to, gia tài bạc tỷ, đất đai có bay gãy cánh không hết. Cô chị gái có xu hướng cuồng em trai trong mắt mình em trai luôn là số một. Đặc biệt nhất chính là được các vị thần ban cho sức mạnh vô địch. Không nói nhiều nữa các bạn cùng ca theo chân cậu bạn may mắn này nhé. Vào một buổi tối như bao ngày khác nhân vật chính của chúng ta đi mua đồ ăn. Xã hội này thật nắm thằng không làm vẫn muốn có ăn một tên cướp xuất hiện. Kẻ gian ác thường sống thành thơi người có tấm lòng nghĩa hiệp thì hay đoàn mệnh. Nhân vật chính về nơi an nghỉ cuối cùng, bộ phim kết thúc nhanh nhất lịch sử. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đây là ai? Tôi là đâu? Nhân vật chính của chúng ta đã được chuyển sinh vào cơ thể một cậu nhóc tên Ken. Không ủng công kiếp trước hành hiệp trượng nghĩa, kiếp này Ken khỏi cần phấn đấu. Sarah khá lo lắng cho con trai cưng của mình sau cơn sốt kéo dài vừa qua. Tự nhiên có một người mẹ rồi cả hầu gái khiến não Ken chưa thể loát đinh nổi. Tuy nhiên Ken vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi vì sự hy sinh của cậu cứu được nhiều người. Do tính tò mò về những đồ vật ở thế giới mới nên Ken đã bị hiểu lầm. Thanh niên trai tráng tự nhiên bị gái tụt quần cứ phải gọi là vừa ngại vừa quê. Đồ ăn ở dị giới khá ngon Ken làm một hơi hết luôn bát súp phi cá. Sau khi ăn xong thì bị Sylvia bế du ngủ, quê ích hai luôn. Ra thế nhà Ken rất khủng cha là bá tước cậu còn có một chị gái tên Ren không những có quân đội riêng cha kên còn sở hữu một khu rừng quái vật trong lãnh địa tài nguyên quý hiếm dùng cứ phải gọi là vứt đi không hết quá ngon cho kên biết được thế giới này tồn tại ma thuật kên rất mong đợi ngày được sử dụng nó ở trái đất kên không còn người thân nên cậu quyết định sẽ sống một cuộc đời mới ngài bà tước rất vui khi biết đứa con trai ba tuổi của mình có thể viết chữ sarah còn khẳng định kên là thiên tài bẩm sinh do thằng nhóc tính toán như thần nuôi cô hầu gái đáng đồng tiền bát gạo thấy kên không khỏe liền cho cậu bú sữa luôn sau một hồi nói chuyện với cha Ken xin ông một cuốn sách về lịch sử phép thuật. Như bình thường thì người từ 5 tuổi trở lên sau khi rửa tội mới học phép thuật được. Nhưng Ken đâu phải là tồn tại bình thường, cậu là con cưng của tác giả. Ren bất ngờ xuất hiện khiến con tim bé nhỏ của Ken suýt nữa thì tan vỡ. Ảo thật đấy, Ken dùng phép thuật lộ thiên như vậy mà méo ai nhìn thấy. Thông qua chị gái Ken biết được vị vua đầu tiên của quốc gia này là mạo hiểm giả. Ngoài nhân tộc trên thế giới còn tồn tại rất nhiều chủng tộc khác rất đáng mong đợi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Ken đã tròn 5 tuổi và đẹp trai hơn xưa. Nghiện en trai là dở rồi kiểu này cuộc đời của Ken bị chị gái bám lấy dài dài. Sau 2 năm kể từ lúc chuyển sinh cuối cùng Ken cũng đã được bước chân ra ngoài. Cậu rất hứng thú với những thứ xung quanh nhưng đặc biệt nhất vẫn là lễ rửa tội. Thật vãi ở cửa sổ trạng thái của Ren hiển thị dòng chữ bị ám ảnh với Ken. Cứu thằng con một mạng Sarah giải thích về cấp độ ma thuật và phước lành. Người càng nhận được nhiều phước lành từ các vị thần càng dùng được nhiều loại phép thuật. Ren nhận được phước lành từ thần ma thuật cấp độ 2, cấp năm cao nhất. Thời khắc này cuối cùng đã đến, chỉ vài phút nữa thôi là kên đổi đời. Rồi rồi tới công chuyện luôn, ánh sáng của đảng chiếu dọi toàn bộ giáo đường. Kên bị dịch chuyển đến không gian của các vị thần việc này cậu chưa hề nghe qua. Kên có mặt ở thế giới này tất cả đều có nguyên nhân cả không phải ngẫu nhiên. Đáng lý ra cậu éo đăng xuất bởi vì tên cướp kia sẽ bị bắt ngay sau đó. Tóm cái váy lại do kên thích lo chuyện bao đồng tự xông vào rồi đăng xuất luôn hóa ra ngu thì chết là có thật thế giới tinh thần của kênh sụp đổ hoàn toàn tuy nhiên việc kênh làm vẫn là việc tốt nên cậu mới được chuyển sinh qua đây ký ức bú sữa và thay tã đã bị xóa bỏ để kênh đỡ sang chấn tâm lý trước mắt kênh cảm ơn các vị thần vì đã ban cho mình một gia đình hạnh phúc đặc biệt nhất đó là kiếp này cậu không cần phải đi làm mà vẫn có ăn thời khắc búp bẩn đã đến kênh nhận được sự chúc phúc của tất cả các vị thần nhân cơ hội có mặt kênh ở đây các vị thần bắt đầu khoe tài năng của mình kể ra mà được mang theo mấy nữ thần này về nhà thì ngon khỏi cần phấn đấu. Thần sáng tạo ổng cười như được mùa sau khi ban phước lành của mình cho Ken. Ngài bà tước muốn Ken mở cửa sổ trạng thái ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Ken có mở nhưng mà lúc này cậu đã trốn ra một góc khuất không người rồi. Tất cả chỉ số full 10 trong khi trên lý thuyết là 5, bút quá ảo. Cũng may thần sáng tạo tặng skill ẩn chỉ số để Ken chơi theo hệ dấu nghề. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa Ken trở lại với gia đình ăn tiệc sinh nhật 5 tuổi. Được cha yêu cầu sâu cửa sổ trạng thái Ken rất tự tin khoe cá tính của mình. Khóc tiếng mán luôn Ken quên ẩn ma lực nó cao gấp 300 lần pháp sư hoàng gia. Ngày ba tước lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức thiên tài thường hay bị đoàn mệnh. Sau bữa ăn tối kên trở lại phòng và phát hiện một cuốn sách về phép triệu hồi. Cậu không suy nghĩ mà chạy ra ngoài sân vườn thử ngay và luôn cho nó nóng. Thế méo nào vật triệu hồi lại là một con quái đã vậy còn có người ở đây. Ken bị quái đấm sấp mặt, Ren và Panma vô cùng lo lắng cho cậu. Cũng may con quái là do kên triệu hồi nên cậu có thể đem nó trả lại chỗ cũ. Khung cảnh bây giờ giống hệt những gì trong quá khứ kên từng trải qua cứu người mất mạng. Tuy nhiên có một điểm tạo nên sự khác biệt đó là lúc này cậu còn sống. Với một người yêu em trai còn hơn cả bản thân Ren cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cứu giúp người khác, giấc mơ từ khi chưa chuyển sinh giờ Ken đã làm được. Vào ngày tổ chức lễ ra mắt người dân Ngài Bá Tước đã hỏi chuyện Ken muốn làm. Không hề do dự Ken muốn trở thành mạo hiểm giả để giúp đỡ nhiều mảnh đời hơn chuyển cảnh đến chỗ các vị thần mọi người chưa hiểu lý do thần sáng tạo búc bẩn kên. Ngài ấy chỉ chốt một câu đợi đến khi kên 16 tuổi mọi thứ sẽ sáng tỏ. Nhằm phục vụ cho lý tưởng của kên ngài bá tước đã thuê gia sư về dạy kèm. Nghe thấy tiếng gia sư ngoài cửa kên lập tức chạy ra đón cậu rất phấn khởi. Cái kết kên được một fan úp mặt vào miền đất hứa của bao anh em viewer. Nhìn kên lúc này xem chỉ có thể gọi là quả, quả, Kên rất muốn nói với mọi người bí mật chuyển sinh nhưng tác giả không cho đành thôi hai cô nàng gia sư mới tới tóc đỏ tên Milly tóc xanh tên Nina. Điều đặc biệt ở đây chính là Nina cô nàng thuộc tộc Elf với đôi tai dài. Hợp đồng có thời hạn 3 năm tha hồ mà dạy bảo, Kên cười khoái chí. Rồi cuối cùng là ai dạy ai kỹ năng kiếm thuật của kênh còn cao hơn Milly. Hai cô nàng rất bất ngờ khi hay tin Kên mới nhận chúc phúc cách đây mấy ngày. Đã vậy còn nhận từ thần chiến tranh nữa chứ, Milly xin phép đầu hàng. Chuyển qua học ma thuật kênh giới thiệu mình chỉ biết sơ sơ thôi kiểu phun thuộc tính dùng phép không cần niệm thần chú loại trình độ này thuộc top server luôn rồi. Milly và Nina chỉ là hai mạo hiểm giả hạng đen nên méo còn gì để dạy. Ken đưa ra mong muốn được hai cô giáo thảo dẫn ra ngoài thực hành đánh quái. Nina đã hoàn toàn đổ gục trước sự mạnh mẽ đó chỉ ước Ken mau trưởng thành. Quyết định cuối cùng nằm trong tay ngài bá tước nhóm Nina phụ trách mở lời. Ken sẽ được ra ngoài với điều kiện trở về trước trời tối và phải giữ an toàn. Kể từ lần làm lễ rửa tội đây là lần thứ hai Ken bước qua cánh cổng này chào mừng đến với bình nguyên vô tận địa điểm này thích hợp để thực hành không tập luyện ở dinh thự quả nhiên đúng đắn sức phá hủy quá kinh khủng cho đến giờ phút này nhóm milli mới biết ma lực của kênh cũng rất châu bò đột nhiên từ phía khu rừng phát ra tiếng động có vẻ sắp xuất hiện ma thú tưởng gì ghê gớm lắm hóa ra chỉ là dăm ba con thỏ sát thủ rẻ rách kênh được ban cho không gian chứa đồ nên việc thu hoạch chiến lợi phẩm quá dễ dàng thời gian còn sớm nina phát động kỹ năng tìm kiếm thêm ma thú để kênh săn nhận thấy kỹ năng đó có vẻ hay ho kên dùng thử liền thành công ngay và luôn Mili an ủi nina hãy chấp nhận số phận người ta sinh ra đã ở vạch đích lơ là một chút thôi suýt chút nữa thì kên tham chiến chạy vào khu rừng cấm cứ cách vài chục năm lũ ma thú lại lên cơn nghiện điên cuồng tấn công thành phố nghe xong tin đó kên lại có thêm lý do để khiến bản thân trở lên mạnh hơn thật vãi ở kên được búp ích 100 lần kinh nghiệm nên đã đạt cấp tám cậu lo sợ một khi bí mật này bị lộ vương quốc sẽ cử người tới săn giết Hôm nay Ken tiếp tục cuộc hành trình săn bắt nhưng hướng đi của hai cô giáo hơi lạ. Biết mình sắp được tới hội mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ Ken vô cùng phấn khích. Cái khác thì không biết nhưng riêng việc nhìn trộm tai của người ta Ken là bậc thầy. Nina nhắc nhở nhẹ nhàng với cô nàng tiếp tân Ken là con ông cháu cha. Mặc dù ra thế khủng nhưng Ken lại rất lễ phép nên cô gái nào gặp cũng thích. Bất ngờ gã Cross hạng C từ đâu xuất hiện tán tỉnh nhóm người Millie. Nói trắng ra là bọn này muốn đêm nay nhóm Millie đi đu đưa xuyên màn đêm. Ken nở một nụ cười thân thiện đề nghị gã Cross thả hai cô giáo xinh đẹp. Nhẹ nhàng éo ngay Ken đấm luôn từ lớp 1 đến lớp 5 cậu chưa sợ thằng nào. Gã Cross không nuốt nổi cơn tức bị một thằng nhóc đánh cơ mà trình gà quá. Tức quá gã sử dụng vũ khí tấn công luôn nhưng vẫn vô dụng. Cái kết gã Cross bị Ken đánh bại rồi ném thẳng ra ngoài đường nằm phơi thay. Tiếp theo ngay sau đó là hai tên đàn em, bộ ba thằng ngốc tập hợp. Bé cứ thể hiện ngầu lòi thế này chị chịu sao nổi tối về hai cô giáo thưởng với khả năng nhìn một lần là hiểu kênh thành thạo các phép thuật mới rất nhanh. Thời gian trôi nhanh như cờ hó chạy ngoài đồng 3 năm huấn luyện đã kết thúc. Sylvia truyền đạt tin hai cô nàng gia sư từ chối việc gia hạn hợp đồng. Kênh quyết định sẽ tặng Milly và Nina túi ma thuật làm không gian chứa đồ. Ngay trong đêm hôm đó Kênh một mình tiến vào rừng cấm săn ma thú lấy nguyên liệu. Trình độ của cậu bây giờ đã quá vip bờ rô rồi nên công việc rất nhẹ nhàng. Phía trong thành phố quân lính thấy có động tĩnh lớn liền lập tức cảnh báo người dân thủ phạm gây ra hỗn loạn đã bỏ về nhà đi ngủ hơn nữa còn vứt rác bừa bãi ngài bá tước chạy thẳng tới hiện trường nhưng không hề phát hiện ra bất cứ con quái nào săn cờ hó kên hoàn thành nhẹ nhàng giống như mấy anh exciter vậy sắp phải chia tay kên mili và nina có đôi chút buồn nói thẳng là rất buồn của ít lòng nhiều Ken tặng hai chiếc túi ma thuật cảm ơn vì truyền đạt kiến thức. Túi màu đỏ được làm từ quỷ máu còn túi màu xanh được làm từ rồng đất. Theo Millie biết để tiêu diệt được chúng ít nhất phải điều động nhóm mạo hiểm hạng A, Tên hồn nhiên nói không gian của hai chiếc túi khá nhỏ vừa bằng căn dinh thự thôi. Cậu có biết méo gì đâu chế tạo chơi chơi nào ngờ thành bảo vật cấp quốc gia. Mọi người không cần lo lắng bị mất kênh đã thiết kế ma pháp phòng trộm xịn sò. Vậy càng nguy hiểm hơn bởi vì đây là bảo vật còn trên cả cấp quốc gia. Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến kê nhận được một nụ hôn từ hai cô giáo. Tiệc vui đến mấy cũng có lúc tàn Milly và Nina tạm thời chia tay kênh. Trải qua ba năm gắn bó cùng hai cô giáo xinh đẹp kênh cảm thấy mình trưởng thành hơn thời khắc đen tối nhất cuộc đời đã tới kên bị cha hỏi tội vụ láo loạn chú bé tội nghiệp kên không biết nói gì hơn ngoài ba từ con xin lỗi chịu combo giáo huấn để nhận được một nụ hôn của gái kên cảm thấy xứng đáng ngày hôm nay kên một mình đi săn rồng loài quái thú thuộc top server mất còn chưa đến 3,14 phút kên đã tiễn con rồng về nơi chín suối không ngờ ma lực tăng quá 80 triệu thật lòng kên không thích bản thân được búp bẩn thời gian thấm thoát thoi đưa kên đã ăn xong 10 nồi bánh trưng 12 tuổi mới được vào học viện ma pháp nên Ken phải ăn thêm hai nồi bánh nữa. Gia đình Ken đang trên đường tới Kinh Đô vì cậu có một buổi ra mắt ở đó. Mất khoảng một tuần để đến nơi với điều kiện thuận buồm xuôi gió không gặp quái vật. Sử dụng kỹ năng tìm kiếm Ken phát hiện phía trước cách ba cây số có đánh nhau. Mặc dù ngài bá tước đã cho người đi tiếp ứng nhưng Ken vẫn cảm thấy quá chậm. Thằng con một mực muốn nhảy khỏi xe ngựa ngài bá tước chẳng thể ngăn cản nổi. Mấy anh lính kiểu. Cho nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả nơi diễn ra trận chiến có một bầy quái vật con nào con lấy nhìn rất hung tợn. Ken kịp thời xuất hiện ứng cứu, cậu chơi theo phong cách một hít một em. Anh lính tự hỏi tôi là ai đây là đâu chẳng lẽ đêm qua uống quá nhiều. Ken vung từng nhát kiếm uy lực toàn bộ lũ quái vật không một con nào sống sót. Xử lý xong nguy cơ Ken mới giới thiệu bản thân mình với vị công chúa trong xe. Lúc này quân cứu viện cũng đã đến nơi nhưng chẳng còn việc gì để làm cả. Giúp thì giúp cho chót, Ken thi triển ma pháp chữa trị cho người bị thương còn những người không may mắn đang xuất thì cậu thu hồi xác để chuyển về kinh đô lúc sau ngày bá tước đến biết kênh mạnh như ngài ấy vẫn rất lo lắng không thể sai vào đâu được đây chính là huy hiệu của gia tộc công tước santana trên xe bước xuống tóc vàng là công chúa telet người còn lại là tiểu thư xin toàn nhân vật con ông cháu cha kênh hân hạnh được ra mắt hai cô nàng mê trai đầu thai không hết biểu cảm của telet và xin thể hiện rõ điều đó nhận thấy hai cô nàng vẫn còn sang chấn tâm lý kênh chữa trị ngay và luôn một dòng ma lực ấm áp đâm sâu vào trong cơ thể khiến hai cô nàng sung sướng. Cái ánh mắt nhìn kênh đám đuối này là gì đây, dự đoán sắp có biến. Xin và Teles tranh nhau chiếm đoạt thân xác bé nhỏ của Kê nhìn thật tội nghiệp. Kênh bị hai cô nàng kéo lên xe trước ánh mắt bất lực của người cha già. Bên trái bên phải đều là gái xinh kênh chẳng biết làm gì ngoài ngồi cười ngốc nghếch. Teles chủ động tấn công trước kênh nhấn mạnh lại mình chỉ mới 10 tuổi mà thôi. Sau một hồi chú bé tội nghiệp kênh đành mặc kệ bản thân hai cô nàng cứ tùy ý, những việc vừa xảy ra đều bị binh lính bên ngoài thấy hết kên rất xấu hổ. Cuối cùng cũng đến địa điểm dừng chân kên tạm biệt hai cô nàng sáng mai gặp lại. Nhìn thấy kên không thể thoát thân ngài bá tước quỳ xuống xin tha mạng cho thằng nhỏ. Xin lấy lý do sợ rồng tấn công bất ngờ ép kên tối nay phải ở chung phòng. Chuyện ảo lòi như vậy mà cũng nói ra được ngài bá tước ra mạc lời luôn. Trước khi rời đi ngài ấy chỉ mong kên có thể giữ mình cậu mới được 10 tuổi. Không biết kên thế nào chứ trong hoàn cảnh này vào anh em viewer là tới công chuyện. Phòng người ta thiết kế ba giường ngủ qua tay Telet và xin nó thành một luôn. Ken mới mở miệng ra nói lý một cái liền bị hai cô nàng phản bác lại ngay. Một thì phải nhỏ hơn bốn, kênh câm nín chấp nhận số phận kiếp trai nghèo. Cái kết, nguyên một đêm cậu mất ngủ do trong đầu này số liên tục. Những ngày tiếp theo kênh luôn trong trạng thái trái ôm phải ấp tinh thần suy sụp hoàn toàn. Và con tim đã vui trở lại, cuối cùng kênh cũng đặt chân đến vương cung. Tưởng chừng như thoát được hai cục nợ nhưng không các cô nàng vứt hết liêm sỉ rồi nghe danh đã lâu đai me đội phó của đội kỵ sĩ cận vệ chân thành cảm ơn kên Và vấn đề chính kên giao lại xác binh lính và muốn đai me hãy vinh danh họ một lần nữa đai me thay mặt cho người thân của binh lính đã mất cảm ơn kên vừa đến kinh đô đã phải đi ý kiến quốc vương khiến kên vô cùng kinh ngạc chẳng biết hoàng cung này có phải cái chợ không nữa mà người ở đây đông như kiến chiến công lừng lẫy của kên được quốc vương công bố trước mặt bàn dân thiên hạ cậu được phong làm nam tước ngoài ra còn thưởng thêm 100 đồng vàng và một dinh thự 10 tuổi phong tước nghe đã thấy ảo lập tức có gã béo đứng ra phản đối. Không thể một mình diệt 50 con quái thì câm mùm vào quốc vương rất quả quyết. Chứng kiến lộ hỏa của quốc vương gã béo éo thể làm gì ngoài cắn răng chấp nhận. Ken cũng chẳng khác là mấy cậu bắt buộc phải nhận lấy phần thưởng bất ngờ đó. Là con trai nhỏ nhất nhưng lại thành đạt đầu tiên cha Ken rất tự hào về cậu. Hai cha con đang chém gió với nhau thì đoàn người của quốc vương tìm tới nói chuyện. Ngài công tước Eric cảm ơn Ken đã dũng cảm đứng ra chiến đấu bảo vệ xin. Ken vui vẻ nhận lời cảm ơn và người khác cậu cũng cứu như vậy thôi. Quốc vương với tư cách một người cha cũng chân thành cảm ơn Ken đã cứu công chúa. Điều này khiến cha con Ken hết sức kinh ngạc lời cảm ơn của vua rất nặng. Và vấn đề chính quốc vương muốn Ken khi trưởng thành hãy kết hôn với Telet và Xin. Nghe xong Ken rất hoảng loạn trong khi đó hai cô nàng lại vô cùng hạnh phúc. Thằng danh con nào buổi sáng hai tay mỗi tay một em khi còn ở trong xe ngựa. Đêm về trái ôm phải ấp với con gái chưa chồng, Ken méo thể cãi được. Vài phút trước, Teles và Xin khi được hỏi đã tự nhận mình tình tứ với Ken. Quốc vương bèn thảo luận cùng các đại thần để giữ Ken ở lại đất nước này. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân ngài ấy quyết định sử dụng gấp đôi mỹ nhân luôn. Ken cầu cứu cha pha này thì ông nội mày sống lại cũng chịu nói gì đến tao. Đẹp trai quá cũng không tốt Ken ngậm ngùi chấp nhận hai con vợ vui như tết. Bất ngờ Teles cùng Xin nói ba người từng tiếp xúc ra thịt mỗi khi đêm về. Chưa lấy về nhà đã báo rồi Ken nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tại kênh nên ngày bá tước mới bị quốc vương mắng thẳng con này đáng ăn đấm. Ngày hôm nay kênh có chuyện cần phải tìm đến chỗ các vị thần nhờ tư vấn. Bản thân kênh lỡ cầy cấp quá đà nên cậu muốn xin ý kiến về trạng thái của mình. Thần sáng tạo chỉ nói một câu, cậu có muốn lên làm á thần không? Tiếp đó các vị thần đưa ra thỉnh cầu kênh hãy chế tạo mấy thứ đồ chơi trái đất. Để chuẩn bị cho buổi ra mắt sắp tới kênh bị chị gái bắt đi theo mua trang phục. Ngồi chờ con gái mua đồ quá khó chịu kênh ra ngoài và bắt gặp Panma. Hiện tại cô nàng đang học việc tại cửa hàng của người chú tên Tamenis này đây. Trong cửa hàng bày bán rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ, Ken rất thích thú. Cậu muốn chú Tamenis giúp mình chế tác và bán một món đồ chơi mới lạ. Ken đầu tư hẳn một đồng vàng khiến chú Tamenis kinh ngạc vì quá nhiều. Giá thành để chế tạo sản phẩm quá rẻ, cách chơi lại rất dễ hiểu. Chú Tamenis hứa danh dự sẽ dốc toàn lực vào kế hoạch đầy tiềm năng này. Nhưng trước mắt Ken cần sống qua cái thời khắc này đã dám bỏ chị gái một mình lợi dụng Ren cuồng em trai Ken sử dụng lời ngon tiếng ngọt thành công thoát nạn. Ren mặc bộ đồ nào Ken cũng phải khen cực kỳ đẹp, người cười kẻ khóc. Quá nhanh quá nguy hiểm mới qua một ngày ta Menis đã hoàn thành bộ cửa lật rồi. Ken không biết nói gì hơn ngoài tuyệt cú mèo bởi vì nó giống hệt cậu nghĩ. Chứng kiến Ken chơi thử chú ta Menis không kìm nén được mà khen ngợi như mưa. Nhằm tăng lượng tiêu thụ Ken đưa ra ý tưởng chế tạo hai loại quý tộc và bình dân, ý tưởng thì hay đấy nhưng hiện tại công ty của chú ta Menis không có đủ vốn kê nhà chẳng có gì ngoài tiền cả, thích bao nhiêu cứ việc nói thẳng ra. Cậu rất bất ngờ tại dị giới cũng có cách để đăng ký bản quyền sản phẩm. Lập lời thề chất lượng với thần thương nghiệp trong 3 năm sản phẩm sẽ không thể sao chép. Vị thần nào kênh chẳng quen, cậu nhẹ nhàng đăng ký thành công bản quyền. Trước khi bắt tay vào sản xuất hàng loạt kênh muốn có trước một bộ để tặng hoàng gia. Được chế tạo đồ cho vương tộc chú ta Menis. Trở về nhà kênh được cô hầu gái thông báo buổi ra mắt sắp bắt đầu rồi trên đường đi ngày bá tước dặn dò con trai trong bữa tiệc sẽ có rất nhiều gái là người đã có hai con vợ lần này kên hứa sẽ ứng xử thật khéo léo dưới ánh hào quang rực rỡ các quý sơ tộc đứng hát thị phạm cho nhau nghe người kên đụng mặt đầu tiên chính là gã béo khó ưa cùng con trai của gã ta tiếp đến là bố vợ tương lai với nụ cười rất đáng sợ làm kên rén luôn hôm trước là ít kiến hôm nay mọi người mới chính thức làm quen lại từ đầu kên nhìn kiểu gì cũng thấy nụ cười của ngài công tước eric đáng sợ một lần nữa ngài công tước cảm ơn Ken đã cứu mạng con gái của ngài ấy. Tuy đã ngủ chung giường nhưng theo truyền thống vương quốc xin giới thiệu lại bản thân. Tiếp đó hai đứa nhỏ vứt hết liêm sỉ đứng thả thính qua lại trước mặt phụ huynh. Cách ứng xử của Ken khiến người lớn không tin được cậu là đứa bé 10 tuổi. Để giảm bớt sự nghi ngờ Ken lấy lý do bản thân đã quen với việc nịnh chị gái. Thầy gái sinh không khen thiên hạ họ cười vào mặt cho đấy là phương châm sống của Ken. Sau màn diễn thuyết của quốc vương toàn thể mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng vẻ đẹp của nàng khiến ta nhìn đắm đuối quên cả thở kên thả thính công chúa rồi oảng cờ hó luôn kên chơi quá đà khiến teles lên đỉnh mất tiêu cảm thấy sắp bị quốc vương cho ăn đấm kê nhanh trí lôi con hàng cờ lật ra chạy đâu cho thoát con trai quốc vương yêu cầu kên sau buổi lễ đến phòng tiếp khách ngài bà tước khá bất ngờ khi biết thằng con khởi nghiệp đúng là tuổi trẻ tài cao sau khi cha rời đi kên được xin tới bắt chuyện cô nàng muốn tâm sự hai người nếu mê trai là một tội ác chắc giờ này xin đã ở ngoài pháp trường rồi cô nàng sắp mờ lem được kên thì tên ha bít cùng hai thằng đàn em xuất hiện một trong số chúng ra mặt cảnh cáo kên biết điều thì mau chào hỏi đại ca chúng tên này hiểu lầm kên là con trai nhà nam tước rẻ rách bèn lăng mạ cậu xin định thanh minh thì kên ngăn cản lại mấy chú hề này diễn kịch đang hay nhìn kên vô cùng ngứa mắt tên ha gạ cậu ra bên ngoài giao lưu võ nghệ điều kiện để hắn ra tay chính là kênh phải đánh bại hai thằng đệ của hắn trước thanh niên khứa áo xanh lá cây với thiên phú mà thuật hệ hỏa bắt đầu bùng lụa cô nàng xin lợi dụng cơ hội giả vờ hoảng sợ nhằm chiếm tiện nghi của kên đại ma pháp quả cầu lửa nhìn qua biết ngay chú bé đần đấy chưa nạp lần đầu thằng đệ tiếp theo chơi trò ném đá giấu tay nhìn mà tội nghiệp cho hai hòn đá tiết mục tấu hải đến đây kết thúc xin công khai thân phận nam tước của kên ba chú bé đần quay xe ngay lập tức và chuồn đi với vận tốc bàn thờ bản thân kên biết nhóm tên ha biết hiểu lầm nhưng lại cố ý chơi chọc bọn chúng xin hứa sẽ giữ bí mật chuyện này với điều kiện kên phải chấp nhận hẹn hò bắt gặp cảnh kên sờ môi xin teles đe dọa sẽ báo cáo với ngài công tước lợi dụng chuyện đó cô nàng hỏi ra được sắp tới kên sẽ đi hẹn hò với xin sự việc đã tiến triển đến mức này kên đành rủ teles lần tới cùng đi hẹn hò bắt quả tang quốc vương yêu cầu kên một buổi nói chuyện giữa những người đàn ông biết chồng sắp bị ăn hành nhưng hai con vợ này chẳng làm gì ngoài hưởng thụ di chuyển đến phòng tiếp khách quốc vương đánh giá cao trò chơi kên mang tới tặng mình và vấn đề chính hai ông bố vợ bắt kên giữ bí mật chuyện yêu đương Tán gái không hề sai nhưng gặp ai cũng tán thì xứng đáng bị ăn đấm. Kê mới 10 tuổi mà đã sở hữu căn biệt phủ rộng 10.000 10 mét vuông quá boi đòi. Bộ môn cờ lật cậu mang đến khiến quốc vương bỏ bê cả triều chính để chơi. Các quan đại thần cũng không ngoại lệ ai cũng muốn được chơi cùng kênh một ván. Hồi nãy có nhắc đến chuyện căn biệt phủ của kênh tuy nhiên nó không phải căn đằng kia. Bảo sao quốc vương rộng lượng thế hóa ra ngài ấy ban cho kênh một khu đổ nát. Trong cái bối cảnh này nếu có thêm tiếng phụ nữ khóc lóc thì còn gì bằng. Mặc dù đồ nát hoang sơ nhưng phải công nhận diện tích căn biệt phủ này rất lớn. Thật sự không thể tin nổi Ken dùng ma thuật biến nàng lọ lem thành công chúa luôn. Đúng lúc này cô hầu gái Sylvia cùng anh quản gia Coran dẫn người tới. Ken chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã không quản đường xá xa, xa xôi đến đây. Anh Coran rất vinh hạnh khi được phục vụ cho Ken một cậu chủ nhỏ tài ba. Công việc của hầu gái là dọn dẹp nhưng căn nhà đến một hạt bụi cũng không có. Ken xin lỗi các cô nàng trong lúc rảnh rỗi nỡ dùng ma thuật dọn sạch hết rồi. Anh quản gia vô cùng kinh ngạc khi thấy Sylvia tin mọi thứ cậu chủ nói. Lấy lại bình tĩnh Coran thông báo chuyện hôm nay hai người anh của Ken về nhà. Ông anh Alex hở ra một cái là kiếm chuyện hù dọa cô em gái Ren luôn. Anh Jin nhìn rất trưởng thành anh ấy chúc mừng Ken được phong tước và nhận dinh thự. Sau cuộc gặp mặt hai người anh Ken dẫn cha mẹ cùng chị gái về nhà mình. Ren vô cùng kinh ngạc khi nhà của Ken đâu có hoang tàn như lời anh Alex nói. Anh ấy nói không hề sai nhưng đấy là lúc Ken chưa xuất hiện ở đây thôi đi tham quan một vòng căn nhà ngài bá tước cảm thấy vẫn thiếu tác phẩm nghệ thuật tưởng chuyện gì khó khăn nắm cơ trong tay kên đang có mấy tiêu bản quái vật chơi kiểu này ai chơi lại đám hầu gái khiếp hãi khi thấy trong nhà có rồng phải biết rằng loại quái này cần hy sinh rất nhiều mạo hiểm giả hạng a mới ăn được kên biết méo gì đâu cậu nỡ tay đánh bại nó trong một lần đi săn hay cho câu nỡ tay đánh bại nếu ai cũng có thể nỡ tay thì quái chết hết rồi ngài bá tước không phục độ chịu chơi của thằng con dám lấy rồng ra làm đồ trang trí tính xương xương tiêu bản của con rồng đỏ này đáng giá cả nghìn tỷ Việt Nam đồng. Vận dụng kiến thức hiện đại kênh chế tạo bồn cầu tự động phun nước rất hay ho. Mẹ và chị gái kênh đã thử qua họ nói rất phê nhưng cha cậu không tin. Người đàn ông tiến vào dùng thử sau đó phát ra những âm thanh vô cùng kỳ lạ. Ngài Ba Tước đánh giá cao phát minh vĩ đại của kênh khách mời hẳn cũng sẽ thích. Ý trong câu nói, kênh phải chuẩn bị một bữa tiệc ra mắt căn nhà mới. Danh sách khách mời đã được anh Coran chuẩn bị thật không ngờ có cả lão béo bỏ qua chuyện đó hiện tại Ken vô cùng đau đầu không biết đãi khách như thế nào. Cô hầu gái Sylvia khuyên cậu bày tỏ lòng hiếu khách theo cách của riêng mình. Triển khai ngay và luôn Ken biến ra những chiếc ly thủy tinh mang xu hướng hiện đại. Mọi người ở đây toàn dùng đồ gốm nên cậu nghĩ họ sẽ vui khi nhận thứ này. Về mảng đồ ăn Ken quyết định lên thực đơn bằng những món ăn ở trái đất. Lần đầu tiên trong đời thưởng thức món bò cô bê Sylvia phê chữ E kéo dài. Tới phần thử rượu Sylvia cho rằng một ly thì chưa thể cảm nhận được gì. Thực tế lúc này cô nàng đang nâng nâng như lần đầu làm chuyện gì thì tự hiểu nhé. Bất ngờ kê nhận được thông báo quốc vương cho gọi, sắp có biến à nha. Quốc vương hỏi kên vụ bản thân không nhận được thiệp mời đến dự tiệc ra mắt dinh thự. Chuyện này còn trách ai được nữa theo luật thì nam tước không có quyền mời vua. Tất cả tại ngày công tước đem tấm thiệp đến khoe làm cho quốc vương rất cay cú. Cũng may trước khi tới đây kên nghe lời quản gia thủ sẵn thiệp mời nên mới thoát nạn. Nghe tin quốc vương bệ hạ sẽ đến dự tiệc các cô nàng hầu gái rất ngạc nhiên. Không có gì phải ngạc nhiên mấy bé anh chỉ là chồng chưa cưới của công chúa thôi. Với kinh nghiệm thâm niên trong nghề hầu gái Sylvia động viên mọi người cố gắng. Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến, quý tộc tới tham dự bữa tiệc rất đông. Cha con ngài công tước giống hệt như những người khác vô cùng kinh ngạc khi bước vào. Có một người chồng tương lai mạnh như thế này ngài công tước vui mừng thay con gái. Không để quan khách chờ đợi lâu nữa kênh thông báo bữa tiệc chính thức bắt đầu. Thứ rượu vang chứa đầy bọt khí đã vậy còn mát lạnh khiến mọi người uống không ngừng rượu vang cùng ly thủy tinh kên chuẩn bị rất nhiều ai thích thì cứ việc mang về ngài công tước khen kên mới 10 tuổi mà đã biết chinh phục dạ dày con gái rồi quá khen kiếp này kên 10 tuổi thật nhưng cộng thêm kiếp trước thì hơn 20 rồi quốc vương đã đến ngay lập tức ngài ấy bị chiếc ly thủy tinh thu hút tiếp đến kên cho người lên món bít tết bò cô bê phiên bản phô mai đặc biệt mới ăn một miếng đầu tiên quốc vương cảm thấy xung quanh toàn là sữa ông thọ ê đúng lúc này hoàng hậu xuất hiện bà ấy yêu cầu kên lắp cho hoàng cung bồn cầu Biết là trong bữa ăn không nên nhắc đến chuyện đó nhưng ngồi bồn cầu nhà Kên nó sướng, đồ tốt vậy mà dám giấu quốc vương hạ lệnh ngày mai thợ sửa ống nước Kên vào cùng. Không chỉ lo ăn còn lo vấn đề ấy ấy của quan khách cậu được quốc vương khen ngợi. Kên mới chỉ thể hiện chưa đến trăm công lực mọi người quá khen quá khen. Lão béo hầu tước đã tới, đến muộn thì chớ còn chê quan khách của Kên. Cái hạng người này đêm nay kênh không xử đẹp cậu thì không làm nhân vật chính. Trước mắt Kên vẫn cho lão ta thưởng thức rượu vang được chứa trong ly thủy tinh. Tiếp đến là một phần bít tết bò cô bê phiên bản rơi xuống đất rồi nhặt lên. Chứng kiến lão béo ăn như con lợn bị bỏ đói mọi người tỏ vẻ khinh bỉ. Xác định mục tiêu đã nghiện ngập những thứ trước mặt Ken bắt đầu thực hiện kế hoạch. Lão béo thấy Ken chuẩn bị tặng quà cho quan khách liền yêu cầu cậu đưa hết cho mình. Ken câu giờ đợi con át chủ bài của mình đến pha này lão béo ăn đủ luôn. Nghe nói ở đây có người muốn lấy toàn bộ quà không để lại bất cứ thứ gì. Vâng vâng bạn là nhất còn cái vương vị lên ngồi luôn đi ai tranh được với bạn. Tình hình của lão béo lúc này kiểu. Xin vĩnh biệt cụ. Một lần nữa lão béo thể hiện kỹ năng ẩn thân chi thuật rút lui không cần bong khói. Người ta bảo vui thôi đừng vui quá kên lỡ mồm nói ra mình lợi dụng quốc vương. Cái kết, cậu bị ngài ấy lôi vào trong phòng giáo huấn một trận ra trò. Đáng lẽ chỉ 15 phút là xong nhưng kên nỡ cười thế là thành hai tiếng luôn. Hôm nay dựa theo lời đề nghị của thủ tướng kên đến hoàng cung bán quái vật. Rất tiếc phải xin lỗi đội phó đai me căn phòng này quá nhỏ để chứa xác quái. Kên hứa danh dự không có con nào giống con trong dinh thự chỉ có rồng đất thôi. Đai me mong rằng quái vật mà kên nói không phải loại quái vật anh vừa nghĩ đến. Rất tiếc cho đai me ngoài rồng đất kên còn đem tới nhiều loại quái vật châu bò khác. Đai me có hơi nghi ngờ về thân phận của kên nhưng anh ấy không hỏi quá sâu. Chạy đâu cho thoát trời vẫn còn sớm đai me muốn kên đến xem đội kỵ sĩ huấn luyện. Người ta đã bày ra bộ mặt thành tâm thế này rồi nên kên không thể từ chối. Hiện tại đội trưởng không có mặt nhưng cứ hễ có đánh nhau là ngài ấy xuất hiện ngay. Nghe xong thông tin đó Ken liền tưởng tượng ra hình ảnh một con quái vật cùng chiến. Mấy anh lính cảm thấy một cậu nhóc 10 tuổi thì chẳng có bao nhiêu sức lực. Ở đời đừng khinh thường trẻ con từ lớp 1 đến lớp 5 Kên không ngáng thằng nào. Màn thể hiện vừa rồi của Kên khiến cậu rơi vào tầm ngắm của đội trưởng Tifa. Một cô gái tộc elf xinh đẹp khác xa hình ảnh quái vật Kên tưởng tượng trước đó. Khoan khoan hình như có gì đó sai sai, Kên bị Tifa chiếm tiện nghi. Biết đội trưởng thích những bé trai tơ đai me không ngăn cản nhưng phải biết điểm dừng. Sau khi thân phận của Ken được làm rõ Tifa càng trở lên đen tối hơn. Dẫu sao cũng là chủ nhân của danh hiệu kiếm thánh đai me khuyên đội trưởng bình tĩnh. Kiếm thánh quyết đấu với một đứa bé 10 tuổi cũng được sao công bằng ở đâu. Nếu không muốn bản thân bị ăn sạch Ken chỉ còn nước đối đầu với Tifa. Mặc dù kiếm gỗ phải chiến với kiếm thật ấy thế mà Ken đánh vẫn rất ngang kèo. Sau 7749 chưa thức thắng lợi cuối cùng đã nằm trọn trong tay Ken. Kiếm vợ không bao giờ là khó đánh thắng một trận kênh cộng thêm một vợ. Cho dù bản thân kênh có muốn kết hôn thì cũng không được cậu mới 10 tuổi. Tifa tự tin khoe cá tính cô sẽ không già đi bởi vì tộc Elf sống rất lâu. Hôn nhân đại sự kênh không có quyền quyết định nó phụ thuộc vào ngoại lực rất nhiều. Hơn nữa chỉ mới phục vụ hai em thôi thận của cậu đã không chịu được rồi. Dù gì Tifa cũng là con nhà công tước kênh nghĩ cô cần hỏi ý kiến người thân. Chuyện đó có gì khó Tifa chơi lớn dẫn kênh đi gặp quốc vương bàn chuyện luôn. Quảng cơ hó, bảo kênh đi gặp quốc vương chẳng bằng giết cậu luôn đi cho rồi nghe nói tifa có yêu cầu khẩn cấp quốc vương thắc mắc tại sao kênh cũng ở đây một lời khó nói hết kênh kể lại đầu đuôi câu chuyện đánh nhau thắng được vợ thật vãi ỏ chuyện thật mà nghe cứ như nói đùa khó thế cũng làm được trước mắt mọi người thông não cho kênh về thân phận thật sự của đội trưởng tifa vị vua đầu tiên của vương quốc đã công nhận quyền tự trị lãnh thổ của tộc elf có thể hiểu tifa chính là một công chúa thay vì thân phận con gái công tước thời khắc của sự thật quốc vương tiết lộ chuyện kênh đã có hai con vợ ngọt nước ngài ấy rất lấy lòng tiếc dẫu sao thì châu chậm làm sao mà uống được nước trong tifa vứt hết liêm sỉ cô chấp nhận uống nước ba không hề oán trách thằng con rể tương lai này báo quá mà chưa lấy con gái mình đã va lung tung rồi nhìn cảnh này chắc anh em không cay đâu nhỉ nhất là mấy bạn tay phải to hơn tay trái sau khi ken rời đi mọi người nảy sinh một nghi vấn tại sao cậu mạnh đến vậy ngài thủ tướng đề nghị sử dụng lá bài ẩn để kiểm tra bí mật của ken từ lúc rơi vào tay tifa đến giờ ngày nào ken cũng bị ép cho khô cả người điều kênh không mong muốn nhất đã xảy ra cậu lại được búp thêm danh hiệu kiếm thánh thấy cũng tội mà thôi cũng kệ hôm nay quốc vương lại tiếp tục chịu kiến kênh trạng thái của kênh có vẻ không ổn quốc vương khuyên cậu đừng ham vui quá đà và vấn đề chính đây là sách ma thuật cấp bậc đế vương lưu truyền trong hoàng tộc lần đầu tiên được xem sách ma thuật thuộc dạng hiếm có khó tìm kênh rất háo hức do mải mê nghiên cứu quá mà bí mật của kênh đã bị lộ trước mặt mọi người tính đến nay không ai đọc hiểu cuốn sách đó bởi vì nó thuộc về vị vua đầu tiên ngôn ngữ viết trong cuốn sách chính là tiếng nhật đất nước Ken sống trước đây đối diện với một vạn câu hỏi vì sao Ken đắn đo đi kèm với lỗi sợ hãi suy nghĩ hồi lâu cậu quyết định sẽ nói ra toàn bộ sự thật về thân thế của mình Ken thừa nhận có ký ức tiền kiếp xuất thân cùng một nơi với quốc vương đầu tiên thân phận con trai ngài Bá Tước hoàn toàn là thật không hề có chuyện đoạt xá. Ken kể luôn việc bản thân thường xuyên gặp và chém gió cùng với bảy vị thần mọi người đã sốc khi xem bảng thuộc tính này Ken là sứ đồ của thần nếu Ken công khai thân phận ngay từ đầu toàn thế giới đều phải quỳ gối trước cậu. Vậy thì còn gì vui nữa điều Kên muốn chỉ là một cuộc sống giản dị thuần túy. Việc gặp gỡ các con vợ tuy là sự cố nhưng Kên cảm thấy cũng khá thú vị. Cảm xúc dâng trào Kên rất biết ơn khi được làm con trai của ngài bá tước. Tiếp đó cậu xin lỗi quốc vương bệ hạ và mong ngài ấy tha thứ chuyện giấu thân phận. Máu hài hước của quốc vương cũng gây đấy ngài ấy đề nghị Kên lên làm vua. Cuộc trò chuyện tạm dừng khi Tifa xông vào và cầm trên tay giấy phép kết hôn. Dựa theo tình hình hiện tại ngài công tước có thể khẳng định Kên rất an toàn. Thực tế đã chứng minh người đàn ông sợ vợ chính là một người đàn ông tốt. Chỉ cần có kênh làm trụ cột nóc nhà của cậu sẽ mãi mãi không bao giờ đổ. Sứ đồ của thần ha, gặp vợ cũng phải tắt điện không dám ho he. Thương cho tấm thân hao gầy của cậu bé 10 tuổi bị ba cô vợ bào mòn. Thời gian thấm thoát thoi đưa năm nay cậu bé kênh của chúng ta đã 12 tuổi. Quốc vương đầu tiên của đất nước này tên yêu ra nhờ xe tải cu nên được chuyển sinh. Khác với kênh ngài ấy giữ nguyên hình dạng vốn có khi đến với thế giới này. Bắt quả tang xem sách, hai cô vợ muốn được cùng Ken xem sách tới khuya. Xin lỗi hai nóc nhà hôm nay Ken có việc bận nên cậu không thể tiếp được. Nóc nhà thứ ba xuất hiện rủ Ken đi tập cưỡi ngựa như hai người trước cậu từ chối. Thật tâm bản thân Ken rất thích chơi đùa cùng các con vợ của mình nhưng hôm nay thì không thể được bởi vì cậu đã chính thức đủ tuổi để đi đăng ký làm mạo hiểm giả. Hội mạo hiểm giả Ken đã từng vào rồi nhưng trụ sở ở kinh đô thì là lần đầu. Thấy một cậu bé muốn làm mạo hiểm giả anh chàng Claw khuyên bé đừng cố quá đối với người giết quái còn nhiều hơn ăn cơm như kênh thì cậu xin cảm ơn vì lời khuyên mang ý tốt đó nhìn mái tóc đỏ của clau cảm thấy dường như trước đây mình từng thấy qua không quan tâm chuyện đó nữa kênh đi khai báo thông tin nhưng lại che giấu thân phận hiện đại mà không hại điện nhỏ máu vào viên pha lê thẻ ngành của kênh ra đời kênh khởi đầu với cấp g nhớ lại ngày xưa hai cô giáo hướng dẫn cậu là cấp d hoàn tất đăng ký còn thời gian kênh làm quen luôn với cô nàng tiếp tân retia từ đâu xuất hiện ba thằng ngáo cần đầu tiên là trêu gái sau đó cà khị Ken tốc độ thì chậm như rùa cũng đua đòi học người ta làm màu lao ra đánh nhau. Tên cầm đầu chuẩn bị rút con hàng nóng ra chiến thì có người đến ngăn cản. Bắt nạt trẻ con thì có gì ghê gớm nếu thích Clau đồng ý solo thâu đêm. Tiểu nhân báo thủ 10 năm chưa muộn ba thằng ngáo cần rút lui và nhớ mặt Ken. Clau rất thích những người bản lĩnh như Ken anh ấy liền kết bạn làm quen luôn. Để hiểu rõ về đối phương hơn cả hai người ngồi chén chú chén anh với nhau. Ken tò mò chuyện các mạo hiểm giả khác lúc nãy gọi Clau là ngọn lửa băng đơn giản vì Clau dùng kiếm lửa còn Rina vợ anh thì dùng ma thuật băng. Khoe cái nhẹ cho thằng em tiếp tục phấn đấu Clau hiện tại là mạo hiểm cấp A. Tuy nhiên so với cấp SSS của quốc vương đầu tiên thì chưa bằng hạt cát. Chồng với trả con suốt ngày nhậu nhẹt, Rina vợ Clau tìm anh nãy giờ. Nhận ủy thác của người ta rồi mà không chịu đi làm lại chạy đến đây uống rượu. Đối với chồng thì gắt gỏng nhưng đối với Ken thì Rina nói lăng rất nhẹ nhàng. Nếu ở đây có thằng nào dám bắt nạt Ken Rina sẽ cho thằng đó ra bã. Rina đảm bảo cái kết của tên đó sẽ đáng lòng hơn Clau 3,14 lần. Mới ngày đầu làm mạo hiểm giả Ken đã được chị đại bảo kê rồi, ngon luôn. Nhiệm vụ dành cho tân thủ toàn dọn dẹp với vận chuyển đồ kê nghĩ mà thấy chán. Và con tim đã vui trở lại kênh tìm thấy một ủy thác tiêu diệt Go Berlin. Hết vui, mới bước chân ra khỏi hội mạo hiểm giả kênh bị Tifa bắt gặp. Chạy đâu con sâu, Tifa bỏ luôn buổi tập huấn để cùng kênh đi đánh quái. Được ở riêng trong rừng với chồng yêu Tifa sử dụng kỹ năng tìm kiếm kên phát hiện phía trước cách không xa có rất nhiều quái. Tifa phát cơm chó, cô muốn kên cùng mình chơi trò đấu anh bắt được em. Vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn kên và Tifa xong kiếm hợp bích cứu người. Trong lúc kên chữa trị cho nạn nhân Tifa xông lên tiêu diệt mấy con quái trước. Cơ thể được kên lấp đầy ma lực Tifa phê chữ E kéo dài bọn quái hoang mang. Bị đăng xuất là bình thường đằng này còn phải ăn thêm cơm cho nữa ai mà chịu nổi. Tifa tưởng tượng lũ goblin như chiếc bánh kem đám cưới cô thẳng tay cắt đôi. Trời ơi cháu nó mới 12 tuổi thôi đừng manh động không là vô tù ngồi đó. Chuyện động phòng hoa trúc tối về làm sau kênh yêu cầu Tifa dẫn người đi trước. Chứng kiến chồng yêu anh Dũng một mình cân cả đàn quái vật Tifa vô cùng hạnh phúc. A few later. Nhóm Milly nhận ủy thác tiêu diệt quái vật nhưng đến nơi lại chẳng thấy con nào. Thủ phạm ở đây này kênh báo cáo với Retia mình lỡ giết thần làn xanh. Loại quái vật đấy nếu một con là ủy thác cấp D còn một đàn thì là cấp C, không ít không nhiều kên đếm xương xương mình lỡ tay xử đẹp tròn 30 cháu mà thôi. Chuyện tiêu diệt 30 con thần lằn xanh quá ảo xếp của Retia muốn gặp kên. Cedric không tin một dân thường có thể giết thần lằn xanh liền nói kên gian lận. Gian lận ư, kên đâu có cậu chỉ hách game lúc nạp lần đầu thôi mà. Kên nhận chính mình là người tiêu diệt 30 con thần lằn nhưng Cedric éo tin. Ông ta thay mặt hội trưởng quyết định sa thải kên và tước lại thẻ ngành của cậu. Ngày đầu được làm mạo hiểm giả cũng là ngày cuối cùng kên bị sang chấn tâm lý nặng người quyền lực nhất cuối cùng cũng xuất hiện, hội trưởng hội mạo hiểm giả Edin. Ngài hội trưởng Edin đã cười khi nghe Cedric kết tội gian lận cho Ken. Cảm thấy bản thân không cả đáng tin bằng một tên thường dân Cedric cay cú. Thường dân ư nếu làm chồng của tử tước mà là thường dân thì như nào mới là quý tộc. Chẳng cần lấy Tifa vốn dĩ trước đó Ken đã được quốc vương phong nam tước rồi. Suốt ngày chỉ biết gái gú rượu trẻ không chịu nghe tin về vị anh hùng cứu công chúa. Trong chuyện hiểu lầm này Ken cũng có lỗi do cậu giấu thân phận khi khai báo bảo sao màu tóc giống Tifa, hội trưởng Edin chính là anh vợ của Ken. Thân phận nào cũng gây gớm Cedric cầu xin Ken quân tử không chấp tiểu nhân tha mạng mình. Sau mọi việc để bù đắp tổn thương tinh thần cho em rể hội trưởng thăng Ken lên hạng C, như vậy đâu có đủ chuyện Ken đánh bại Tifa người mạnh nhất đất nước được tiết lộ. Có ông anh vợ đáng đồng tiền bát gạo một câu nói Ken thăng lên hạng A luôn. Ngày đầu tiên làm mạo hiểm giả đã lên hạng A chuyện này phải ghi vào lịch sử. Trước khi gặp Ken hội trưởng còn nghi ngờ nhưng bây giờ ngài ấy đã có thể khẳng định cậu chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất với cô em gái ngủ ngáo suốt ngày thích đánh nhau này. Từng khoảnh khắc Ken trải qua đều được các vị thần dõi theo kể cả lúc ấy ấy. Mặc dù lúc này Ken rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại tồn tại mang tên Aaron. Các vị thần dự định để Ken theo học một người sư phụ đang ra mình tách biệt một chỗ. Hôm nay Ken không đi đánh quái cậu ở nhà để bù đắp cho hai cô vợ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra chuyện hôm qua Ken hẹn hò với Tifa bị lộ. Cái kết, anh chồng tội nghiệp bị hai bà vợ phạt quỳ đến đêm mới tha. Thương cho tấm thân hao gầy đêm qua bị ăn hành quá nên sáng nay kên thức dậy muộn. Cô nàng hầu gái vô cùng lo lắng bởi vì Ken sắp bị muộn kỳ thi tuyển sinh. Muộn thế méo nào được, có trong tay kỹ năng dịch chuyển tức thời Ken cân hết. Không hổ danh học viện Vương Đô, quy mô cứ phải gọi là siêu to khổng lồ. Lúc này Ken cảm thấy hơi kỳ lạ một chút bởi vì xung quanh không hề có người quen. Tạm bỏ qua chuyện đó, thời gian thi bắt đầu ở đây nghiêm cấm gian lận. Đối với một dân chơi hệ chuyển sinh như Ken thì giam ba cái câu hỏi này quá dễ. Chẳng mấy chốc Ken đã làm xong bài cậu còn rảnh rỗi ngồi chém gió với giám thị luôn. Thời gian trôi nhanh như cờ hó chạy ngoài đồng phần thi thực hành ma pháp bắt đầu. Giám thị yêu cầu các thí sinh hãy bắn ma pháp mạnh nhất mà bản thân có vào bia. Dân tập đã được trang bị hệ thống kết giới xịn sò nên cứ tha hồ mà thể hiện. Lượt thí sinh đầu tiên tung skill quả cầu lửa nhưng mà lửa này hơi nhái thì phải. Ban đầu Ken còn dự định xài kỹ năng cao cấp kiểu này phải dùng kỹ năng sơ cấp thôi. U là trời đây mà là kỹ năng sơ cấp sức phá hủy ngang thần cấp luôn rồi. Tất cả tại trước lúc thi bà cô giám thị kêu có kết giới nên kênh mới tung hết sức. Nơi này đã hỏng coi như toàn bộ thí sinh đều vượt qua và chuyển sang thi kiếm thuật. Đợt này học viện có mời mạo hiểm giả hạng A đến hỗ trợ kênh gặp được người quen. Mọi sự chú ý đổ dồn vào kênh khi cậu được anh Cloud yêu cầu solo ra xua. Sau một hồi từ chối cuối cùng kênh vẫn phải chấp nhận số phận đánh nhau với Cloud. Nghĩ bụng thực lực hạng A có vẻ khá mạnh nên kênh quyết định chiến đấu nghiêm túc hai người xông vào đọ kiếm chiêu với nhau càng đánh clau càng phấn khích dừng lại đi hai ông cháu ơi chơi kiểu đó các thí sinh khác về hết bây giờ kiểm tra đầu vào dành cho bọn nhóc 12 tuổi mà làm như lựa chọn dũng sĩ vậy nhìn đi tất cả đứng hình hết rồi đây này đêm về mấy bé mơ thấy ác mộng cho xem sau tất cả kênh bị ông thầy giám thị đuổi về nơi sản xuất không cần thi nữa ông anh clau lúc này kiểu đâu ai biết gì đâu tôi đến đây xem cho vui thôi về tới nhà cô nàng hầu gái Sylvia là người chúc mừng kênh đầu tiên Nhìn thấy cậu chủ đói bụng via liền quyết định sẽ đi nấu 10 cân sò huyết. Chuyện Ken đại náo kỳ thi tuyển sinh đã truyền đến tai quốc vương, pha này toang. Để minh oan cho bản thân kên đã tường trình lại đầu đuôi vụ việc ngày hôm qua tất cả là tại bà cô giám thị kêu cậu cứ tha hồ thể hiện hết sức mạnh mình có. Cũng may lúc đó bản năng mách bảo nên kên chỉ dùng skill sơ cấp không dùng đế cấp. Biết kên có thể dùng ma thuật đế cấp ngay lập tức mọi người cấm cậu sử dụng bừa. Tạm gác lại chuyện đó quốc vương muốn biết kên thi ở đâu mà nhóm công chúa không thấy một lần nữa kênh kể lại việc mình đi vào từ cổng phía nam rồi thi như bình thường. Ông con rể này báo quá phía nam là khu dân thường phía bắc mới là khu quý tộc. Hai cả ngày hôm qua quốc vương bị công chúa giày vò vì méo tìm thấy chồng yêu. Không chỉ quốc vương ngài công tước cũng bị hiệu trưởng đến tận chỗ làm việc trao đổi. Năm nay từ đâu chui ra một dân thường phá vỡ tất cả kỷ lục làm hiệu trưởng khó xử. Ngài công tước mới nghe đến đó liền lập tức biết thí sinh bo đoi đấy chính là kênh. Thấy ngài công tước không những không lo lắng mà còn ngồi cười hiệu trưởng xoắn hết cả não ngày bà tước cười là có nguyên nhân cả bởi vì sắp tới ngày thủ tướng sẽ phải đau đầu xử lý hậu quả kênh gây ra. trở lại hiện tại báo cáo chi phí sửa chữa học viện có rồi nha vua phá hoại kênh quốc vương bỏ qua cho kênh lần này và khuyên cậu lần sau suy nghĩ trước khi hành động. hôm nay học viện công bố điểm thi đầu vào ai lấy đều cầu nguyện mình thi đỗ. kênh đạt thành tích thủ khoa công chúa Telet hạng 2 còn xin đạt hạng 3. cô nàng xin thông báo cho kênh biết chuyện hiện tại công chúa vẫn đang rất giận cậu. nếu kênh không muốn phải quỳ như lần trước thì hôm khai giảng nhớ có mặt đúng giờ. Thiên hạ họ đồn tôi số hưởng nhưng họ đâu biết tôi phải sống khổ như thế nào. Mấy con vợ thật đáng sợ trên đời này người thương kê nhất vẫn là chị gái. Thông qua Arenken được biết thủ khoa vào hôm khai giảng sẽ phải lên đọc diễn văn. Khung cảnh chuyển về nhà kênh cô nàng hầu gái đứng ngồi không yên chờ đợi kết quả thi. Nghe tin cậu chủ đỗ thủ khoa Sylvia quyết định tối nay nấu hẳn 100 cân sò. Chừng đó làm sao ăn hết được nhưng thôi miễn sao Sylvia thấy vui là được. Thời gian thấm thoát thoi đưa ngày khai giảng đã đến lần này kênh đã chọn đúng nền văn minh mê trai đầu thai không hết hai con vợ của Ken say nắng khi thấy cậu mặc đồng phục. Ken hai tay hai em tụi được dựa gato còn đám con gái thì mê như điếu đổ. Mở đầu cho buổi lễ khai giảng Ken được ngài hiệu trưởng mời lên bục phát biểu. Ken không ngại mà kể lại chuyện mình vào nhầm khu thi nhưng cha mẹ cậu thì ngại. Học tập theo quốc vương đầu tiên Ken quyết định cậu sẽ đối xử với mọi người bình đẳng. Minh chứng chính là từ nay học trong trường Ken sẽ kết bạn bất kể hoàn cảnh gia đình. Nói xong rồi thì cút sang một bên quốc vương lên dành chỗ của Ken để phát biểu hiện nay có nhiều học sinh xuất sắc nên quốc vương mong các giáo viên chiếu cố nhiều hơn đỉnh cao cà khịa cha mẹ của kên lúc này ngại không dám nhận thằng con trai liên tục bị quốc vương nhắc nhở khiến kên sang chấn tâm lý ngay trong buổi học đầu tiên cũng may nhờ lúc nào cũng có vợ ngồi bên cạnh nên kên yên tâm hơn rất nhiều thông qua sự tư vấn của xin kên lựa chọn theo học tất cả ngành học cậu thích kên học vì sở thích cá nhân của mình trong khi đó các cô nàng lại học vì cậu nhìn cảnh này cay không anh em trong lớp học mà vẫn nấu được cơm chó Số đào hoa đi đâu cũng gặp gái giờ giải lao kên bắt gặp Panma bị bắt nạt. Tên Habit mới đầu còn to giọng sau khi phát hiện người đến là kên tắt gái luôn. Gái của anh mày mà cũng dám động vào các chú có biết chữ tử viết thế nào không? Biết bản thân chơi không lại kên tên Habit mang lão cha Hầu Tước ra để dọa cậu. Hầu Tước ghê gớm lắm nhỉ có giỏi thì solo với công tước và quốc vương xem. Telet cho bọn Habit một cơ hội đi xin lỗi Panma cô nàng sẽ bỏ qua. Sau khi xin lỗi xong các chú bé đần chuồn nhanh hơn tốc độ người yêu cũ lật mặt. Ken không dám nhận lời cảm ơn từ Panma bởi vì cứu gái là nghĩa vụ của cậu. Nói chuyện vui vẻ nhỉ? Xin yêu cầu Ken đi ra một góc quỳ xuống ngay lập tức. Dựa theo tình hình trước mắt có vẻ trong tương lai nhà Ken lại có thêm một miệng ăn. Trong lúc các cô nàng chém gió thì bên này xuất hiện giọng nói bảo Ken đến thư viện. Cậu nghe theo lời chỉ dẫn tìm tới thư viện thật không ngờ bên trong có không gian khác. Trước mặt Ken là một người đàn ông xa lạ đang pha cà phê trồn để tiếp đãi cậu. Khoan, dừng khoảng chừng là giây. Đây chẳng phải là quốc vương đầu tiên sao? Ngay trước Ken đã từng đọc qua cuốn sách ma pháp cấp đế mà Gia để lại. Cậu thật không ngờ bây giờ bản thân mình lại có thể gặp được tác giả của nó. Thông qua lời kể của các vị thần mà Gia đã biết Ken chính là người chuyển sinh. Đối diện với Gia lúc này Ken mới nhớ ra chẳng phải quốc vương đầu tiên có từ 300 năm trước rồi sao, xác nhận không phải là ma bởi vì anh ấy có đủ ba chân. Gia sống lâu được như vậy do anh ấy chính là thần sáng tạo của thế giới nhỏ này. Nguyên nhân Ken có mặt ở đây là do thần sáng tạo ổng nhờ Gia dạy dỗ cậu. Kê méo hiểu thần sáng tạo tại sao lại làm chuyện vô nghĩa này mình đang mạnh quá rồi mà. Bớt gái đi nhóc, yêu ra đề nghị kên thử cướp chiếc bánh quy từ tay mình. Bỏ qua quá trình dường già đến ngay với kết quả kiếm của yêu đã kề sát cổ kên. Yêu ra cho hay kẻ thù mà kên phải đối đầu trong tương lai vô cùng mạnh. 300 năm trước anh ấy đã phong ấn tà thần Aron nhưng giờ phong ấn đã lỏng lẻo. Nếu kên không đánh bại tà thần thì cậu cứ xác định thế giới bay màu đi là vừa. Nhắc nhở thân thiện yêu ra không thể phong ấn giúp vì anh là thần của thế giới này rồi. Các vị thần khác cũng vậy nhiệm vụ của thần là ngồi búp bẩn với xem phim thôi. Nghe xong tất cả những gì yêu ra nói não kên bắt đầu tự khai sáng cho bản thân. Hóa ra mình được chuyển sinh đến thế giới này là để làm cu ly giúp người ta. Tiếp theo đây yêu ra sẽ tiết lộ bí mật tiền kiếp cho kên nhưng có điều kiện. Không giới hạn thời gian kên phải tự đi bộ từ nơi này về dinh thự ban nãy. Để đánh bại tà thần ít nhất kên phải đạt cấp độ 600 mà giờ cậu mới 300. Trong thế giới này một năm bên ngoài mới qua một ngày nên Ken cứ tha hồ cày cấp tự nhiên tiếp thu quá nhiều thông tin khiến kên có nhiều thắc mắc yêu ra trấn an cậu chỉ cần đạt được thực lực tuyệt đối thì mọi vấn đề sẽ tự động thông suốt mà thôi trên đường trở về dinh thự kên chơi theo phong cách gặp thần giết thần gặp phật giết phật đã một ngày không thấy chồng yêu nên các con vợ của kên đến tận nhà tìm cậu cô nàng hầu gái silvia suy đoán chẳng lẽ cậu chủ gặp phải nguy hiểm gì đó thường ngày kên về nhà uống sữa rất đúng giờ nhưng đêm qua cậu chủ không hề trở về teles vô cùng bình tĩnh bởi vì cô nàng biết chồng yêu rất to à nhầm rất mạnh đối với người thường gặp quái vật là nguy hiểm nhưng riêng kên thì khỏi cần lo lắng sai rồi bé ơi liên tục săn quái vật trong nhiều tháng khiến kên bị kiệt sức trong lúc nửa tỉnh nửa mơ luôn có một âm thanh gì đó thôi thúc kên tiến về phía trước sau khi di chuyển một đoạn xuất hiện trước mặt kên là một con sói đang nằm thoi thóp thấy nó có vẻ rất đau đớn kên quyết định tiễn đưa em nó về nơi an nghỉ cuối cùng bỗng nhiên ký ức lúc kên xả thân cứu người ùa về cậu tự hỏi từ lúc nào bản thân mình đã biến chất đến cả một động vật nhỏ đáng yêu cũng xuống tay được trong kiếp trước Ken luôn phải sống cô độc một mình nên cậu rất thích bảo vệ người khác. Biết bản thân chẳng còn bao nhiêu ma lực nhưng Ken vẫn cố gắng hồi phục cho sói nhỏ. Chính vì thế mà Ken đã ngất đi cũng may khoảng thời gian đó sói nhỏ luôn bảo vệ cậu. Thấy Ken tỉnh lại sau cơn mê sói nhỏ vô cùng hạnh phúc liên tục mờ lem cậu. Trải qua một hồi tâm sự Ken biết được sói nhỏ nó giống mình đều là kẻ cô độc. Và thế là kể từ thời khắc này Ken chính thức có một thú cưng đồng hành tên Haku. Thời gian thấm thoát thoi đưa 4 năm trôi qua cuối cùng Ken đã về đến dinh thự ngoài sức mạnh gia tăng đáng kể độ đẹp trai của Ken có vẻ còn tăng lên nhiều hơn không biết nếu các con vợ của Ken nhìn thấy cậu của hiện tại thì sẽ như thế nào nhỉ yêu ra thật không ngờ sau nhiệm vụ đầu tiên Ken đã thu được một em thần thú việc rèn luyện vẫn còn chưa kết thúc đây là sư phụ mới của Ken tên là Doran lúc này Ken muốn yêu ra thực hiện lời hứa cho cậu biết về Aaron và tiền kiếp đầu tiên là Aron hắn ta chính là thần trò chơi trong thế giới của ông già bởi vì sự vắng mặt của thần trò chơi nên mọi người mới kinh ngạc khi Ken đem đến bộ môn cửa lật ngay trước Aaron đã sử dụng quyền hạn bắt người dân vô tội tham gia trò chơi tử thần. Chính vì lý do đó mà hắn đã bị trục xuất khỏi thế giới của các vị thần. Nếu hắn một lần nữa làm chuyện đó thì sẽ có bao nhiêu người phải đăng xuất đây. Tiếp theo Yuza sẽ nói cho Ken biết bí mật sâu xa về tiền thế của cậu. Cha mẹ Ken ngày trước họ chính là đồng đội của anh và hai người đã hy sinh. Cùng với Yuza cả ba đều được triệu hồi đến thế giới của ông già làm anh hùng. Người triệu hồi bọn họ là Marine làm việc dưới trướng của thần trò chơi Aaron. Do không tán thành với cách làm của Aaron nên Morin quyết định phản bội hắn. Ông già không thể can thiệp vào thế giới con người cho nên đã nhờ vả nhóm yêu ra. Sau một thời gian dài một nhóm anh hùng với mục đích thảo phạt tà thần ra đời. Tên Aaron quá mạnh vì cứu Morin mà mẹ của Ken đã lấy mình ra làm lá chắn. Sau khi xử đẹp mẹ Ken tên Aaron vô cùng khoái chí hắn nở nụ cười gian ác. Cha Ken buộc phải sử dụng chính bản thân mình để tạo cơ hội cho yêu ra phong ấn. Thời gian phong ấn đã trôi qua 300 năm một lần nữa tà thần chuẩn bị giáng thế sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện kênh càng có lý do để trở lên mạnh hơn. Yêu ra mạnh hơn Doran và tà thần mạnh hơn yêu ra còn Kên lại thua Doran. Dựa theo tính chất bắc cầu nếu muốn đánh bại tà thần Kên phải đánh bại Doran trước. Từ ngày hôm nay Kên sẽ chuyển đến nhà Doran sống ở đây có cả rồng luôn. Cô gái này chính là vợ của Doran tên Juji nhìn mờ lem không anh em. Thấy kênh có vẻ hứng thú với rồng con Haku bắt đầu lên cơn ghen nhẹ nhẹ. Tới giờ cơm đã 4 năm rồi cuối cùng kênh cũng được ăn đồ ăn có mùi vị cậu cảm thấy sư phụ thật may mắn khi cưới được một cô vợ vừa đẹp vừa nấu ăn ngon đậu xanh rau má đây chắc chắn là cầu lương trong truyền thuyết không sai vào đâu được nhìn sư phụ sư mẫu khiến Ken nhớ lại cảm giác khi ở bên các con vợ của mình nhắc đến vợ có vợ ngay Xin vừa làm bánh vừa suy nghĩ đến chồng yêu tập trung đừng phân tâm Xinvia nghiêm túc dạy nấu ăn cho các cô chủ tương lai trở lại với Ken sau bữa ăn cậu lại tiếp tục luyện tập cùng Doran thời gian thấm thoát thoi đưa đã một năm kể từ ngày Ken theo học Doran Nghe lời yêu gia bái sư Doran quả không sai Ken đang tiến bộ từng ngày. Động lực thúc đẩy Ken phấn đấu chính là tên Aron kẻ thù không đội trời chung. Để báo thù cho cha mẹ cũng như bảo vệ người quan trọng Ken sử dụng gấp 10 công suất. Đứng trước phần mộ đồng đội năm xưa yêu gia cho biết anh đã không phụ lòng họ. Cùng nhau được triệu hồi đến với thế giới này chính là nhân duyên giữa ba người. Mặc dù chỉ mới quen biết nhưng tất cả đều có chung một tấm lòng muốn bảo vệ người khác. Tuy biết cách biệt sức mạnh là rất lớn nhưng không một ai lùi bước trước nguy hiểm nhóm yêu gia đã chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng thật xứng đáng với danh anh hùng nhìn kênh của hiện tại yêu gia cảm thấy cậu rất giống với hình ảnh ba người năm xưa bằng sự nhiệt huyết bừng bừng cháy hết mình Kên đã thành công đánh bại doran khoa huấn luyện đến đây là kết thúc doran đã không còn gì để chỉ dạy cho kênh trước mộ phần đồng đội yêu gia cho biết cha mẹ kênh lúc nào cũng lo lắng cho cậu có người thân quan tâm đến mình thật tốt Kên hãy trân trọng những thứ hiện tại cậu đang có hoàn thành nốt nhiệm vụ cướp bánh quy từ tay yêu gia là kênh có thể trở về Yêu ra rủ Ken đi uống cà phê nhưng cậu đã từ chối bởi vì nhớ vợ lắm rồi. Sau tất cả Ken được biến trở lại hình dạng chầu tre và có thêm bé rồng vào đội. Trước khi Ken trở về Yêu ra có nhờ cậu làm shipper giao đồ cho quốc vương. Yêu ra khẳng định Ken mạnh hơn bản thân vì thứ cậu bảo vệ lớn hơn so với mình. Lớn hơn là đúng rồi một người FA làm sao solo lại một người vợ đầy nhà. Trong lúc chờ đợi Ken các cô nàng đã học xin via làm bánh quy để tặng cậu. Mặc dù hình dạng không được đẹp cho lắm nhưng hương vị của tình yêu nó rất ngon. Tội nghiệp mấy anh lính cũng như anh em viewer phải ăn cẩu lương ngập mùm. Vừa lòng tôi quá cuối cùng vì cái tội bỏ nhà đi 5 ngày kên đã bị phạt quỷ. Đọc bức thư yêu ra gửi mà quốc vương vô cùng kinh ngạc về những chuyện kên trải qua. Mọi người không tin cho đến khi kên lôi ra từ trong dương đồ ra thanh katana. Quốc vương thắc mắc trong thư yêu ra có đề cập đến chuyện huấn luyện kên là sao. Cha vợ hỏi thì mình trả lời kên kể lại việc chiến đấu ngày đêm với quái vật. Rồi cả việc tập luyện không ngừng nghỉ để đánh bại một người sư phụ mạnh mẽ. Chém gió quá đà, Ken kể luôn chuyện bản thân mình luyện tập trong suốt 5 năm trời. Tạm thời cắt ngang cuộc vui ngày bá tước cho hai hội mạo hiểm giả từng đến tìm Ken. Cậu quên nhận ủy thác để thăng hạng A với cái đà này, việc thăng hạng sẽ bị hủy. Giấc mơ từ nhỏ của Ken sao có thể bỏ được cậu ngay lập tức chạy tới hội mạo hiểm, gặp được Ken hội trưởng thông báo cho em rể biết Tifa mấy ngày vừa qua rất buồn và vấn đề chính hội trưởng muốn Ken làm ủy thác thăng hạng ngay bây giờ. Nếu Ken từ chối ngài ấy sẽ gạch tên cậu ra khỏi danh sách mạo hiểm giả ngay và luôn. Ủy thác là bắt băng cướp thường xuyên xuất hiện trên đường từ Gracia đến Kinh Đô. Băng cướp có khoảng 10 người hội trưởng nghĩ đối với kênh thì dễ như ăn bánh mà thôi. Thời gian để hoàn thành ủy thác thăng hạng A không còn nhiều kênh dịch chuyển đi làm gấp. Sau một hồi tìm kiếm cậu phát hiện nhóm hai cô giáo Thảo lúc trước dạy mình gặp cướp. Bọn cướp này xứng đáng bị ăn đấm bởi vì dám làm cô giáo Milly bị thương. Thêm một thằng nhóc thì làm được gì bọn cướp cà khịa kênh về nhà bú sữa mẹ đi. nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Đánh cô giáo tao bị thương còn gáy to này. Ken chỉ mới đi vài đường quyền cơ bản mà bọn cướp đã đua nhau nhập viện hết rồi. Sau khi xử lý xong đám cướp, Millie có thắc mắc tại sao Ken lại xuất hiện ở đây. Chẳng giấu gì hai cô giáo hiện tại Ken đã ao trình vừa vào ngành đã lên hạng A. Chuyện nhảy qua cấp C và B lên thẳng A chắc là chỉ có mình Ken làm được. Chú Sabinot không hiểu về mạo hiểm giả lắm chú ấy muốn biết đám cướp này phải làm sao. Mọi thứ đã được Ken lên kế hoạch từ trước cậu ngạo nghễ vì anh kéo người về hội. Làm rõ thân phận một chút chú Sabinot chính là cha đẻ của cô nàng Panma sau khi nghe mọi chuyện Panma thấy Ken thật vất vả vừa làm nam tước vừa làm mạo hiểm giả. Biết Ken làm quan to hai cô giáo vô cùng kinh ngạc vậy mà lúc trước không nói. Ken khuyên hai cô giáo đừng bận tâm cứ coi cậu như học sinh bình thường mà đối đãi. Người gì đâu mà càng lớn càng đẹp trai vậy Milly thưởng nóng cho Ken ngay và luôn. Cô làm giữa thanh thiên bạch nhật vậy chết em ở nhà đang có hai con sư tử cái. Tính mạng vẫn là quan trọng nhất Ken bỏ niềm vui nhất thời để chạy lấy người. A few moments later. Ủy thác vừa mới nhận đã hoàn thành rồi Retia bất ngờ trước tốc độ của Ken. Định làm gì cô giáo Milly của tôi vậy anh bạn xin chữ ký thì nên đứng trước mặt. Ba tên này hồi trước từng bị Ken bón hành nên giờ vẫn còn ám ảnh tâm lý. Anh Klaus xuất hiện, anh ấy khá bất ngờ bởi vì Ken quen biết Milly. Bảo sao ngày trước Ken cảm thấy anh Klaus khá quen hóa ra là anh trai cô giáo. Lấy lý do trái đất thật tròn anh Klaus rủ mọi người nhậu thì bị vợ cho ăn đánh. Ngồi lại với nhau Milly kể lại việc nhóm của mình bị tập kích cho anh trai nghe sau đó Ken đã xuất hiện giải cứu cậu xử đẹp bọn cướp chỉ bằng vài đường quyền. Trình độ của Ken lúc này đã là mạo hiểm giả hạng A hàng thật giá thật rồi. Anh Clau không ngạc nhiên cho lắm bởi vì ngày trước đã từng giao đấu với Ken. Milly bất ngờ khi một kiếm sĩ hạng A như anh trai lại không ăn được Ken. Cô nàng muốn biết rốt cuộc thời gian qua Ken đã làm những gì mà mạnh đến như vậy. Chuyện solo ra xua với anh Clau đã là quá khứ khi đó Ken còn chưa nghiêm túc. Nếu nói ra việc mình luyện tập với thần thì chắc mọi người mất niềm tin vào cuộc sống mất. Cũng may nhóm Milly mang món quà khen tặng lúc trước ra thế là không cần trả lời. Nhìn thấy túi ma thuật của hai người Milly Rina muốn biết sức chứa của nó. Nghe xương xương đựng được một căn Vina ngay lập tức Rina vứt hết liêm sỉ. Sau khi được khen hứa làm cho một cái thì cô mất kết nối vì tử lượng quá kém. Anh Cloud đoán một người tài giỏi như kênh có lẽ trong trường thường bị các bạn cô lập. Cảm thấy kênh thật đáng thương cô nàng Nina quyết định cho cậu ôm miễn phí. Kênh muốn lắm nhưng linh cảm mách bảo không được ôm gái cậu đành phải chạy về nhà trước. Lúc này Retia xuất hiện tâm sự mạo hiểm giả phải lên lớp ngày mai bị thương. Nghe xong tin anh Clau lập tức trong đầu nảy lên một suy nghĩ đen tối gì đó. Tiết học ma thuật mà Ken mong đợi cuối cùng cũng đến cậu sẽ thể hiện kỹ năng mới. Học sinh nào tên Ken, em chính thức bị nhà trường cấm dùng ma thuật công kích. Việc Ken cần làm bây giờ chính là đóng vai cờ hó ngồi xem tát ao đến hết tiết. Ken quả thật là một cậu bé tội nghiệp anh Clau quyết định tất cả hành động. Tiết học kiến thuật bắt đầu, hôm nay ông giáo mời đến các vị khách đặc biệt. Mạo hiểm giả hạng B Milly và Nina mạo hiểm giả hạng A Clau và Rina. Mở màn anh Clau đề nghị những học sinh có thể mạo hiểm giả thì sâu ra. Ken không dám nếu như mọi người biết cậu có thể vàng thì chắc hỗn loạn mất. Bởi vì Ken chủ động nói mình để quên thẻ ở nhà nên anh Clau cũng hết cách. Kết quả này mọi người cũng dự tính được trước rồi nên kế hoạch không hề bị ảnh hưởng. Được học hỏi kinh nghiệm từ các mạo hiểm giả hạng cao đám học sinh vô cùng phấn khích. Cứ ngỡ lần này sẽ được thỏa thích múa quạt ai ngờ Ken phải đứng đợi hàng chờ sắp hết tiết đến nơi rồi mà vẫn chưa được đánh kênh cảm thấy chờ an chan sắc chán kế hoạch mọi người đưa ra là bón hành lũ nhóc sau đó để kênh đánh ngang cơ mình thời gian lúc này trôi chậm hơn bao giờ hết kênh đợi mãi đợi mãi không đến lượt học sinh cuối cùng đã được bón hành xong kênh đứng đây hóng thời khắc này từ chiều trận đấu còn chưa bắt đầu thì tiết học đã kết thúc kênh bức xúc phản ánh lên trên ông giáo làm một pha trí mạng do thiếu ngân sách nhà trường sẽ không mời giảng viên nữa ông anh clau thấy vậy bèn chơi trò giả ngu đây là đâu tôi là ai qua cây cú về vụ việc hồi sáng buổi tối kên vào rừng phát tiết với lũ quái vật nhìn thấy một vụ nổ lớn anh lính canh hô hoán với mọi người ma vương giáng thế ngài ba tước mặc vội cái quần cưỡi ngựa phi thẳng đến hiện trường xảy ra vụ nổ giống hệt lần trước bãi chiến trường đổ lát chỉ còn lại duy nhất một mảnh vải nhận được tin tức từ ngài ba tước ma vương giáng thế quốc vương ngay lập tức hỏi kênh cậu là sứ đồ của thần chắc chắn phải được thần linh tiết lộ một chút chứ nhỉ có tật giật mình kên lúng túng trong việc đối mặt trả lời câu hỏi của quốc vương cái kết cậu phải thừa nhận toàn bộ tội lỗi khiến cho người cha tội nghiệp ở nhà hiểu lầm tại một hầm ngục tối nơi thiếu đi lửa miễn phí một con quái vật vừa tỉnh giấc không ngoài dự đoán nó chính là đại diện cho một phần sức mạnh tên tà thần sở hữu đối với kênh lúc này ông già còn đáng sợ hơn tà thần trong lời đồn hôm nay lớp kênh học ma thuật triệu hồi cho nên cậu không cần cờ hó xem tát ao nữa ma thuật triệu hồi có hai loại thứ nhất là lập khế ước với quái vật hợp cả loại còn lại là lập khế ước với quái vật ngẫu nhiên gọi ra từ ma pháp trận Ken rất vui khi biết hai bé nhà mình thuộc trường hợp thứ nhất không bao giờ phản chủ bắt đầu tiết học ông giáo dạy bọn nhóc triệu hồi quái vật bằng ma pháp trận chú bé đần đầu cắt moi này do trình độ quá gà nên bị quái triệu hồi từ chối để thuần hóa được những con quái vật hệ mãnh thú cần phải có lượng ma lực đủ lớn ông giáo gurat vui vẻ bảo kênh cứ việc dồn hết ma lực của mình mà triệu hồi kênh không dám làm cậu lo sợ vụ việc ngày xưa một lần nữa lặp lại ông giáo khuyên kênh cứ yên tâm nếu không lập được khế ước nó sẽ tự động quay về Ok chơi luôn thầy, khoan dừng khoảng chừng là hai giây có gì đó sai sai. Thật vãi ò quái vật đâu không thấy chỉ thấy trước mặt mọi người một ma vương dáng thế. Kê ngay lập tức sử dụng phép thuật khiến toàn bộ học sinh cùng thầy cô mù tạm thời. Học viện lúc này cứ như là được ánh sáng của đảng chiếu vào vậy quá bo đòi. Kẻ được triệu hồi là ma vương kênh suy đoán có lẽ hắn là đồng bọn của tà thần. Dựa theo ánh mắt tràn ngập sát khí này kênh quyết định đánh đòn phủ đầu lấy lợi thế. Nóng vậy anh trai ma vương tự nguyện làm thuộc hạ của kênh, sứ đồ của thần ma vương sê tô cho biết chỉ cần kênh hạ lệnh toàn bộ ma tộc sẽ nghe lời cậu lập xong khế ước ma vương rời đi và nhắn lại kênh muốn diệt quốc cứ việc triệu hồi sau vụ việc chấn động vừa rồi ông giáo hỏi kênh vị ma vương hồi nãy là sao kênh chém gió ma vương rất tự cao chỉ xuất hiện một lúc xong tự động quay về nếu không còn việc gì nữa cậu xin phép về sớm ăn nốt bát cơm giang hồi sáng chạy đâu con sâu ông giáo đã mang toàn bộ vụ việc nói hết cho quốc vương biết bị quốc vương bệ hạ hỏi liên tục kênh đành phải thừa nhận mình triệu hồi được ma vương Nghe chính miệng kên nói ra mọi người đã vô cùng sốc mặc dù đã biết từ trước. Chuyện tiếp theo đây thì chưa ai biết này kên thừa nhận ma vương giờ là đàn em của mình. Nhóm người quốc vương sốc lần hai, ma vương ngạo nghễ lại quỳ gối trước kên. Phải biết rằng từ trước đến nay nơi nào ma vương xuất hiện nơi đó máu chảy thành sông. Quốc vương suy đoán có lẽ sau khi luyện tập cùng quốc vương đầu tiên kên đã mạnh lên. Ngài ấy muốn kên sâu bảng trạng thái của mình ra cho mọi người xem giờ nó thế nào. Quốc vương cảnh cáo trước với ông giáo phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện tiếp theo đây u là trời kên đã lên á thần trạng thái không thể đo đếm được thấy mọi người phản ứng dữ dội quá kên cầu xin hãy cứ đối xử với mình như trước không hổ danh người mà con gái ta nhìn chúng ngài công tước đánh giá cao về kên mặc dù sở hữu thực lực hủy diệt thế giới nhưng bản tính lại không hề cao ngạo một lần nữa quốc vương nhấn mạnh với ông giáo đừng để lộ thân phận của kên ra ngoài quốc vương quyết định thăng chức kên lên làm tử tước và ban một thị trấn cho cậu tiện thể chuẩn bị tuyên bố với mọi người về hôn ước giữa kên với xin và telet nếu Ken không thể bảo vệ được một gia đình thì làm sao có thể bảo vệ một đất nước? Biết tin cậu chủ được thăng chức tăng lương cô nàng hầu gái Sylvia rất hạnh phúc. Niềm vui bị cắt ngang anh quản gia thông báo vùng đất của cha Ken sắp có thú chiều. Dường như trong rừng quái vật xuất hiện thứ gì đó khiến lũ quái phải chạy loạn ra ngoài. Nghe xong tin Ken lập tức trở về, hiện tại người dân đã bắt đầu sơ tán. Anh Jin cho biết chuyện quái vật tấn công mạo hiểm giả tăng lên từ 2 tháng trước. Nếu cứ theo cái đà này rất có thể trong tương lai gần quái vật sẽ tràn vào thị trấn. Tuy nhiên đó chỉ là dự đoán của anh Jin anh ấy vẫn chưa thu thập đủ bằng chứng. Không đủ chứng cứ việc điều động binh lính sẽ trở thành trò cười nếu không có gì xảy ra. Ken xin phép anh Jin để mình vào sâu trong rừng điều tra bởi vì cậu có thể ngành. Vấn đề an toàn anh Jin không cần phải lo xác con rồng trong nhà Ken là minh chứng. Cuộc trò chuyện với anh trai kết thúc, Ken hứa sẽ điều tra rõ ràng giúp anh. Để công việc diễn ra thuận lợi hơn Ken đã đến hội mạo hiểm giả thu thập tin tức. Tại đây cậu bị một nhân viên mới khinh thường cũng may cô nàng Rudy xuất hiện kịp lúc. Ken muốn biết tình hình hiện tại của khu rừng quái vật nghe nói nó đang bất ổn. Đúng lúc này nhóm hai cô giáo Thảo xuất hiện, Ken chạy đến chào hỏi họ luôn. Nhóm Millie và Nina cũng đến đây để điều tra về khu rừng quái vật giống Ken. Hội mạo hiểm giả ở Kinh Đô đã biết chuyện họ triệu tập rất nhiều mạo hiểm cấp cao. Vợ chồng anh Clau cũng đang trên đường đến đây Milly dự định sẽ đi cùng họ. Thời gian không đợi một ai, Ken quyết định một mình tiến vào trước để thăm dò. Ken khuyên mọi người không cần lo lắng, thực chất bên cạnh cậu luôn có đồng đội mặc dù không biết đồng đội kê nói là ai trước mắt các cô nàng chúc cậu may mắn tìm đến một nơi vắng vẻ kên triệu hồi haku và jin ra ngoài giúp mình thăm dò chẳng hiểu tại sao trong lòng kên luôn có cảm giác một ai đó đang theo dõi mình để giải đáp nghi vấn kên triệu hồi ma vương người có kinh nghiệm sống lâu năm ra hỏi đang đi vệ sinh mà thằng nào gọi tao vậy cho em xin lỗi thưa đại ca ma vương cảm nhận được có khí tức của một kẻ rất mạnh lũ quái đang hướng về hắn ma vương xin phép kên cho mình triệu hồi thuộc hạ đỗ thủ khoa ngành điều tra của mình ông bác này tên đan ma Ông bác rất vinh hạnh khi được phục vụ ma vương. Ông bác Đan Ma quỳ lại khi nghe ma vương nói kênh sẽ dẫn mình chinh phục thế giới. Đan Ma giới thiệu bản thân sở hữu năng lực điều khiển côn trùng để truy tìm quái vật. Thời khắc của sự thật ngoài sợ vợ kênh còn sợ cả côn trùng ví dụ như rán. Nhờ có sự giúp đỡ của Đan Ma kênh thuận lợi xử đẹp mấy con quái ẩn lấp. Không có gì phải kinh ngạc đâu người được ma vương nhận làm chủ nhân nó phải khác chứ. Ông bác Đan Ma cảm thấy thật may mắn vừa rồi dọa kênh cũng may cậu không nổi giận giao việc điều tra lại cho nhóm người ma vương kênh đem xác lũ quái vật về hội toàn bộ đều là quái cấp a và s nếu chúng tràn vào thị trấn thì rất nguy hiểm trở lại khu rừng kẻ đứng đằng sau mọi việc vừa gửi thông điệp đe dọa ma vương dám bố láo với anh mày à ma vương quyết định tiến sâu hơn để đấm vào mặt tên nó xin rút lại những gì đã nói số lượng này ma vương chịu thua mèo ăn được kẻ thống lĩnh lũ quái vật chính là tà thần hắn ra lệnh toàn quân xuất kích bình nguyên vô tận bị quái tàn phá ma vương ngay lập tức đi báo tin cho kênh đứng từ xa cũng nhìn thấy có biến anh lính cảnh báo 30 giây nữa quái sẽ xuất hiện đồng thời lúc này bên phía Ken cũng nhận được tin tức thú chiều từ Ma Vương Ken đề nghị mọi người cùng binh lính hãy thủ nhà chính còn cậu sẽ vào rừng đối phương đang lúc nước sôi lửa bỏng vợ chồng nhà Ken vẫn nấu cơm chó được thật vãi ỏ sự xuất hiện của Tifa rất đúng thời điểm Ken nhờ cô bảo vệ thị trấn giúp mình được chồng yêu giao trọng trách giữ nhà của đôi ta Tifa phê chữ e kéo dài nhóm Ken chuẩn bị hành động Ma Vương thắc mắc tại sao cậu không dùng phép dịch chuyển thử hỏi người thường có ai biết dịch chuyển không Tác giả bắt Ken phải giấu nghề. đúng là cuộc chiến cấp độ trùng cuối nhóm người ở nhà mà thấy cảnh này chắc ngất. ở một bên khác Tà thần rất phấn khích bởi vì trò chơi tử thần lại bắt đầu. Lũ quái rừng càng ngày xuất hiện càng nhiều. Ma vương đề nghị Ken hãy đến chỗ Tà thần, còn anh ta sẽ ở lại đây triệu hồi đàn em đến cùng nhau xử lý đám quái nhỏ. Tình hình lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhà chính sắp bị quái tấn công. biết sức mạnh của mình có hạn nhưng vợ à nhầm cô giáo Millie không thể đứng xem đồng quan điểm với Milly mọi người rủ nhau tiến vào khu rừng tiêu diệt quái vật. Ở một bên khác Ma Vương đã hoàn tất việc triệu hồi tứ thiên vương có lực chiến mạnh nhất. Đan Ma xuất hiện khiến mọi người rất bất ngờ vì ông bác là ma tướng trong truyền thuyết. Sau khi biết được Ma Vương lập khế ước với sứ đồ của thần cả đám bất ngờ hơn nữa. Thời gian chém gió kết thúc Ma Vương dẫn theo đàn em quẩy banh nóc bình nguyên vô tận. Trở lại với Ken, cậu đang pham nốt bãi quái rừng thì bị tà thần công kích. Không chỉ vậy hắn ta còn sỉ nhục Ken bằng cách nói cậu là cờ hó của thần bởi vì sức mạnh mới hồi phục một phần nên tà thần phải mượn tạm cơ thể con rồng này nghe kên yêu cầu hãy dừng đám quái vật lại tà thần cho rằng cậu thật ngây thơ đây là trò chơi xem con người có bị quái vật nuốt chửng không chứ méo phải trò trẻ con tà thần vô cùng phấn khích mong đợi khoảnh khắc kên nhìn đồng đội của mình lên bảng điểm số chuyển cảnh sang chiến trường khác lao kinh ngạc khi nhìn thấy người lơ lửng trên không có thể bay được chứng tỏ thực lực rất mạnh cũng may bọn họ ở bên phe nhân loại số lượng quái vật quá nhiều ma vương ra lệnh cho đàn em hạ được bao nhiêu thì hạ về phần đám cá lọt lưới đành giao lại cho con người thôi phía ma tộc đã cố hết sức nhờ có nhóm ma vương tiêu hao lực lượng quân địch nên nhóm mili dễ thở hơn nhiều lũ quái cứ vậy mà từng con từng con đang xuất một mọi người chiến đấu rất máu lửa lý do tất cả hăng máu chỉ có một đánh nhanh còn làm một trầu nhậu với Ken quay lại phía Ken tà thần cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn vào ánh mắt của cậu nó khiến hắn ta nhớ đến nhóm anh hùng ngày xưa phong ấn mình suốt 300 năm trời 300 năm không được chơi lửa chùa cảm giác đó làm sao Ken hiểu được nói xong tà thần dùng cái mồm 300 năm chưa đánh răng hà hơi vào mặt kên mùi hôi không thể tả nổi kên đáp lại bằng một cơn bão lửa vào thẳng mồm hắn ta nhận thấy tà thần chưa đăng xuất kên quyết định tung một đòn dồn nhiều ma lực hơn tuy nhiên tà thần đâu có ngu mà đứng im chờ chết hắn phản công lại kên chạy té khói haku vừa mới lên sân còn chưa thể hiện được gì thì đã bị cho mất kết nối sự hăng máu lúc trước của nhóm mili đã hết các pháp sư đang dần cạn kiệt mana đám quái này cứ như kiểu chơi hách vậy giết một con thì một con khác lại xông đến Tình thế đang ngàn cân treo sợi bún may mắn thay Tifa xuất hiện giải tỏa áp lực. Phòng thủ của thị trấn rất cứng kể từ bây giờ Tifa sẽ bảo vệ tiền tuyến. Khác với nhóm Millie, Ken không có ai trợ giúp thú cưng của cậu bị hành sấp mặt. Nếu Ken hành động chậm thêm vài giây chắc tối nay tà thần được ăn thịt nướng. Cảm thấy Ken đang yếu thế vậy là tác giả búp cho cậu tuyệt chiêu hồi tưởng người thân. Cái kết tà thần ra đi và chỉ kịp để lại một câu, ta không cam tâm. Lúc này Ken vẫn điên cuồng tấn công với lý do để bảo vệ nụ cười của mọi người. Dừng lại đi ông cháu ơi ma vương đến nơi và cho kênh biết kẻ địch bốc hơi rồi. Lũ quái đã rút lui nhưng ông anh Clau lại không thể nở nụ cười chiến thắng. Tất cả là tại kênh vụ chấn động cậu gây ra làm cho ông anh sang chấn tâm lý. Vụ lan tràn quái vật đã được ngăn chặn người dân ai lấy đều vui mừng hạnh phúc. Vừa rồi kênh có nói lý do bản thân chiến đấu vì bảo vệ nụ cười của mọi người. Nhưng theo Kazin thấy có vẻ như lúc này người cười tươi nhất không ai khác ngoài kênh. Trận chiến kết thúc ma vương rời đi và để lại một câu Kên quả là một sứ đồ tốt. Cô sáng lúc Kên đánh nhau tạo ra đến nơi xa xôi như vương đô cũng nhìn thấy. Chính vì vậy nên hôm nay quốc vương đã triệu tập Kên để hỏi rõ nguyên nhân vụ việc. Quốc vương và thủ tướng vô cùng nghiêm túc trong khi đó ngài công tước cứ đứng cười thôi. Nghe Kên nói hôm qua bản thân sử dụng phép thuật đế cấp ngài công tước vẫn cười. Tiếp tục tra hỏi quốc vương muốn biết những kẻ bắn ma thuật trên bầu trời là ai. Không có gì đặc biệt đâu đó là ma vương cùng một vài đàn em mạnh nhất mà thôi. Chịu thua với ông con rể này quốc vương kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc tặng Kên một lãnh địa dẫn Ken ra đại điện quốc vương tuyên bố với mọi người cậu được thăng chức lên tử tước. Kèm với đó kể từ bây giờ lãnh địa Dream sẽ thuộc quyền cai quản của Ken. Sau khi biết Ken được chuyển đến Dream mọi người rất lo lắng vì ở đó khá loạn. Nghe tin ở Dream hội mạo hiểm giả nắm quyền lực lớn Ken cảm thấy rất hứng thú. Không hổ danh mạo hiểm giả hạng A Ken đi đến đâu người ta khiếp sợ đến đó. Mới ngày đầu tiên tới Dream Ken đã phá hủy đấu trường của hội mạo hiểm giả rồi. Thật không thể tin nổi Loli trong thế giới này em nào em nấy dễ thương quá trời bọn này trêu gái nên bị Ken đá ra khỏi quán rượu cái kết cậu bị cảnh vệ bắt. Hôm nay Ken đang ngồi cùng hai con vợ thì Ma Vương bất ngờ xuất hiện cầu cứu. Nguyên nhân là ổng lăng nhăng xong bị vợ bắt quả tang hiện giờ đang bị truy sát. Ken chỉ có một câu nói trường hợp này không thể tha thứ được cần phải nghiêm trị. Mặc dù bị phản bội nhưng Ma Vương vẫn khuyên Ken vợ là một giống loài rất đáng sợ. Câu nói ngu người của Ma Vương khiến xin cùng Telet bức xúc hại Ken bị vạ lây. Vợ Ma Vương tuyên bố nếu Ken làm hai cô nàng khóc thì cậu xác định với cô ấy trước khi trở về ma vương nhờ kên hàng năm tổ chức đám rỗ vào ngày này cho mình kên có rất nhiều thời gian rảnh chính vì thế cậu đã dùng nó vào việc dọn rác chứng kiến kên xây lâu đài không tốn tiền thuê nhân công thần sáng tạo cười khoái chí. người duy nhất không thể cười được ở đây là quốc vương do nhà Ken to hơn nhà ngài ấy kết thúc phim kên bị tất cả mọi người phạt quỳ do làm loạn hết cả xã hội Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Còn chân chui nữa, hãy like và subscribe kênh của chúng mình ở ngay bên dưới video để có thể xem được thật nhiều review anime hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.